Khi mà xếp hàng nó cứ cho là bị cong.
không điên à? Đấy nghĩa mình phải xét được trơn. Kiểu em nghĩ là em đang xét ở trên rồi đúng không? Nếu mà em xét được thêm một chồng thứ ba nữa ở dưới nữa thì sẽ xét được tiếp. Nhưng mà không xét được thứ ba, nó chỉ do xét kiểu thế thôi.